Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào, lại là Ren đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một series hoàn toàn cũ, đó chính là hướng dẫn người chơi mới. Ok. Để lắm rồi mình không làm về video hướng dẫn người chơi mới rồi và mình vừa nhận được một số câu hỏi từ những bạn newbie. Các bạn hỏi là thì trong cái shop chỉ trường ký ức thì nên cài Valkyria nào, thì hôm nay mình sẽ lên video luôn và chỉ cho mọi người là những Valkyria nào nên cài ở trong đây. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Để xem ở trong đây thì mọi người, đầu tiên thì ở trong đây mọi người có thể cày được rất là nhiều Valkyria. Ở đây có chúng ta có thẻ nhân vật 1, 2, kiểu những nhân vật mình cũng có rồi cho nên là cũng không có ở đây. Đây, ở đây thì mọi người có thể cày được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, khá là nhiều Valkyria, nhưng mà trong đây thì gần như là toàn những Valkyria đời cũ thôi. Các bạn yên tâm là những Valkyria cày được thì toàn là những Valkyria ao meta hết rồi. Trừ ở đây thì như là còn mỗi Silverwing đúng không? Cái gì trong đây làm gì có Silverwing, ở đây chỉ có mỗi Elysia, tiểu thư ép hồng. Ok. Thì đầu tiên là cái shop chiến trường ký ức này thì mọi người muốn cài cái này, nó là kế thừa viễn cổ. Mình sẽ nói qua về cái vật phẩm trước nhé. Đầu tiên là kế thừa viễn cổ này. Kế thừa viễn cổ thì mọi người có hai cách nhận. Một là nhận ở trong vực thì là từ level 70 trở lên. Thì trong vực ở đâu? Đây, vực ở đây thì mọi người sau khi tổng kết. Đây này, đấy, mọi người sẽ nhận được 19 mảnh này. Ngoài ra thì hết rồi, còn gì nữa đâu. Hoặc là mọi người có thể nhận trong chiến trường ký ức từ level 70 trở lên. Đấy, trong chiến trường ký ức thì khi mà xếp hạng, thưởng xếp hạng thì mọi người cũng thể có thể nhận được. Đấy, mọi người có thể nhận được ở đây nha. Thưởng kiêu chiến thì mọi người cũng có thể nhận được nha. Rất là nhiều luôn, mọi người thấy không? Cái này là mọi người, là mình đã nhận được rồi, tức là mình nhận được hết cái đống này rồi. Ủa sao mình không kéo được ở đây? Đấy, nhiều không mọi người? Thấy không? Nhiều mà. Đó, đây là hai cách nhận kế thừa viễn cổ. Còn ý chí viễn cổ thì mọi người có thể lấy ở đổi trong shop kho báu chiến trường này. Kho báu chiến trường đây, mọi người đổi luôn ở đây. Mọi người có thể đổi trong shop quân bị tác chiến. Đấy, quân bị tác chiến mọi người cũng có thể đổi được. Mọi người có thể đổi trong câu hỏi mỗi tuần là ở đây. Đấy, mọi người nhận được hai này. Và cuối cùng là chiến trường ký ức là vẫn ở đây, là mọi người có thể nhận được. Rồi, chúng ta sẽ có hai cái, một là kế thừa viễn cổ và ý chí viễn cổ. Bình thường thì mọi người mua nhân vật thì sẽ tốn ý chí viễn cổ, còn cày mảnh thì tốn kế thừa viễn cổ. Ở đây thì có một số nhân vật gần như là ao meta hết rồi và mọi người nên cày. Đầu tiên là tiểu thư ép hồng, đây là một nhân vật DPS vật lý rất là mạnh luôn. Mọi người nên cày nhá. Ở đây thì mọi người có thể cày được. Ở đây thì mình không có cái thẻ nhân vật nhỉ. Tại vì mình có rồi cho nên nó sẽ không hiện cái thẻ nhân vật, giống như kiểu là ba nhân vật này bình thường thì nó sẽ hiện lên có rất là nhiều cơ, một hàng để đây đối với bạn newbie. Còn mình thì mình có rồi, mình thậm chí là mình lên được SS rồi cho nên là nó không có nữa. Và bây giờ mình sẽ cày mảnh thôi. Mỗi tuần thì mình có thể mua được là tối đa là 6 mảnh nhân vật Elysia. Đấy, 6 mảnh nhân vật Elysia. Thì Elysia thì là Valkyria nên cày. Thì mọi người cày mà có thể cầm đi làm DPS, có thêm cây hoa cổ quá khứ thơ tình với lại full set Elysia. Cái set Elysia thì cũng cày được trong shop vạn tượng hư cảnh. Cho nên là đây là một nhân vật F2P hoàn toàn thích hợp đối với những bạn newbie mới chơi mà nông dân cày cuốc. Tiếp theo một nhân vật nên cày nữa đó chính là Fallen Rosemary. Đây, Fallen Rosemary. Mình thì sắp lên được SS1 rồi, mình cũng hơi lười cày. Fallen Rosemary thì là Valkyria hệ lượng tử, gây sát thương lôi điện. Mình bấm vào đâu nhỉ? Được không? Support, mọi người có thể cầm đây làm support điện. Nếu như mà lên tầm độ 3S này hoặc là lên level 88 rồi có thêm cái chấn level 65 thì mọi người có thể cầm làm DPS luôn được. Đấy, nói chung là đây là một nhân vật support điện nhá. Còn Elysia thì là DPS vật lý. Hoặc là mọi người cũng có thể cày Ngáo Hồng. Ngáo Hồng thì nói chung là hai nhân vật này thì chả khác gì nhau cả, đều là DPS vật lý, đều là thuộc tính dị năng, nhưng mà một nhân vật thì thích hợp đi đánh vực, còn một nhân vật thì thích hợp đi đánh MA. Ngáo Hồng thì thích hợp đi đánh chiến trường ký ức hơn, còn Elysia thì thích hợp đi đánh vực hơn, miễn là các bạn có hơi chơi chiến trường support. Còn những Valkyria khác nên cày thì mọi người cũng có thể cày thêm Lightning Queen. Lightning Queen thì là một nhân vật cũng support, đây là một nhân vật support, thiên về support nhiều hơn.
không thể làm DPS nhé. Mọi người có thể laptop kẹo Mid Mid New hoặc là Top Mid Gym New để đi làm leader. Tại sao mình lại nói để đi làm leader thì đây? Landing Queen đâu? Landing Queen của mình thì mới chỉ rank S0 thôi. Nó có thêm đây là một cái skill đội trưởng. Khi mọi người để Landing Queen làm đội trưởng ấy, thì khi chiến đấu năng lượng ban đầu cả đội tăng 50 điểm. Ba nhân vật đều thuộc tính dị năng. Khi tấn công tất cả sát thương tăng 20%. Đấy, nó buff 20% tất cả sát thương và 50 điểm đầu game thì rất là thích hợp để đi đánh chiến trường ký ức. Đâu rồi? Sắp chiến trường ký ức. Rồi, Lightning Queen đấy là mình đã chỉ cho các bạn 1 này, 2 này, 3 Valkyra lên cày rồi. Còn lại thì còn Valkyra lên cày nữa không? Nếu như mọi người quá thiếu thốn về khoản DPS thì mọi người cũng có thể cày Paladin. Paladin thì mọi người cố cày lên tập độ 3S này. Sau đó thì cày Hecate level 65 với lại full set Kapka. Cái set Kapka thì cũng cày được trong shop vạn tự hư cảnh rồi. Có với Hecate thì mình không nhớ là có đổi được trong shop space không. Thì cày lên là lên tập độ 3S. Bây giờ thì mình thấy Paladin khá là mạnh khi mà lên được 3S. Nhưng mà cày lên 3S thì khá là lâu đấy. Nói chung là mọi người hoặc là mọi người sẽ đầu tư vào BKE hoặc là Paladin thì đều được. Đó. Còn lại thì những Valkyra còn lại thì đều không nên cày nhé mọi người, không hề nên cày. Giống như kiểu Black này, bướm râu hay là mắm lửa, à mắm chúa này, hay là UA cũng không nên cày, không nên cày, không nên cày nhé. Chỉ nên cày những Valkyra mình nói vừa rồi thôi. Đó. Ok mọi người, muốn mình làm video về video gì có thể comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại cho các video tiếp theo. Mong là sẽ gặp lại cho các bạn trong livestream sớm nhất nha. Bye bye.